Kính chào quý vị. Trong chương mục tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị theo dõi. Hỏi: Trong việc chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia có các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể nào? Trả lời: Trong việc chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 2. Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 4. Quy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hỏi Cơ cấu tổ chức và bộ máy chấp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia được tổ chức như thế nào? Trả lời: Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thành lập 4 tiểu ban để tham mưu và giúp hội đồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, xử lý một số công việc trong từng mảng lĩnh vực cụ thể gồm có: Tiểu ban nhân sự, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự và y tế. Mỗi tiểu bang có từ 9 đến 21 thành viên, vừa có đại diện thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tham gia làm trưởng, phó trưởng tiểu ban, vừa có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi phụ trách các lĩnh vực mảng công việc tương ứng. Đồng thời, trên cơ sở nghị quyết số 1000 trên 2020 trên UBTV QH14 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hội đồng bầu cử quốc gia đã thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia với tư cách là bộ máy tham mưu giúp việc trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các tiểu ban của Hội đồng. Đồng thời đã bổ nhiệm chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cũng tổ chức bộ phận thường trực và năm tổ giúp việc để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của văn phòng. Công chức làm việc tại văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ yếu gồm công chức của văn phòng Quốc hội, cán bộ công chức trưng tập hoặc kiêm nhiệm của một số cơ quan nhà nước khác, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội có liên quan. Hỏi, nhiệm vụ quyền hạn của các tiểu bang và văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào? Trả lời, một Tiểu ban nhân sự giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự tiếp nhận xử lý đối chiếu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương, tham mưu lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 2. Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo hướng dẫn và xem xét việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật. 3. Tiểu ban dân bản pháp luật và thông tin tuyên truyền giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, chỉ đạo hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền và vận đồng bầu cử. 4. Tiểu ban An ninh trật tự và y tế giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 5. Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: phục vụ hội đồng bầu cử quốc gia, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia và các tiểu ban của hội đồng bầu cử quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Giúp hội đồng bầu cử quốc gia, các tiểu ban của hội đồng bầu cử quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công. Tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của hội đồng bầu cử quốc gia, các tiểu ban của hội đồng bầu cử quốc gia. Giúp hội đồng bầu cử quốc gia đơn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thực hiện công tác hành chính gian thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các tiểu bang và văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia giao. Thưa quý vị, Chuyên mục tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xin tạm dừng tại đây hẹn gặp lại quý vị trong chương mục tiếp theo liên quan những quy định trong việc thành lập ủy ban bầu cử ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cùng một thông tin đáng lưu ý khác kính chào tạm biệt